Hello ơi, chào mừng đã đến với Hôn ăn gì. Và ngày hôm nay tụi mình sẽ đi ăn gì đây? Hôm nay mình sẽ đi ăn buffet. Buffet nhá. Ui, tưởng là buffet mắc, sao cái tiết kiệm. Buffet mắc nhưng mà buffet này rẻ mà ơi, đây sẽ là một cái tour buffet siêu rẻ siêu bình dân luôn. Bắt đầu nhá, học sinh. Bắt đầu. Trời ơi, xịn sò không cả nhà, 20 ngàn đó, ăn thoải mái. Rồi đây là cái quán buffet mà mình thấy là đỉnh scale. Đỉnh scale, thực tế là những cái loại hình này cô từng ăn rồi, cô từng ăn những chỗ khác coi chừng đổi vậy đó. Nhưng mà chỗ này thì là mới xuất hiện gần đây. Nhưng mà được cái đồ ăn nó rất là nhiều, bây giờ nó rất là chất lượng á mọi người ơi. Kiểu món nào nó cũng rất là đầy đủ gia vị rồi màu sắc nha. Và tụi mình thì chắc chắn là không thể nào review từng món cho các bạn được, thì đây là 20 mấy món có và người ta xay liên tục. Củi có, đậu hũ kho này kể nhà. Ê, nhớ nhìn vô camera chứ sáng nay tao có nhìn lên bên trên cũng mắc bị hoài luôn á. Đó, và ở đây thì đa số chủ yếu là các món rau và đậu phụ là chính. Đúng rồi, giống như là cháy vậy á. Ừ, với lại nguyên chắc chắn mà tại vì ở đây bán có 20 ngàn thì đâu đang là đòi hỏi tôm chay, thịt chay, heo quay chay được, không đòi hỏi được. Và có những cái món độc đáo thú vị, những món cơ bản thôi. Ừ, nhưng mà chế biến rất là ngon, vừa miệng vừa ăn. Và đặc biệt nhất không bị dầu. Ừ đúng rồi. Ở đây mình thấy á, rất là nhiều những cái món mà kiểu muối với lại gỏi. Cái đậu hũ này ngon thật sự luôn. Ngon. Cái đậu hũ mà nhỏ là các bạn có thấy không? Ngon lắm, mềm rất là vừa ăn mà chưa bao giờ mình thất vọng. Mà nếu mà văn phòng mình ở gần đây á, tiện lắm luôn. Ăn mỗi ngày 20 ngàn rồi, có 20 ngàn mà mỗi lần chọn những cái món khác nhau, nhiều món luôn á. Mà đồ ăn nó review liên tục. Mà nói chứ, có tiệm tôm cháy đây, chắc có đám gần văn phòng, chắc có đám mình ăn. Có đám mình ăn rau rồi, đám hot ăn rau rồi. Còn lại trẻ ăn rau á. Edit chắc không ăn được. Người có đám hot mình là ăn rau rồi. Đây còn có cả bánh mì chiên nữa nè. Cái món đầu tiên của Múc á. Bánh mì hả? Dạ. Ché ở dưới chị. Đúng rồi. Đó. Chờ, lấy chưa? Lấy rồi, lấy rồi. Đó, giống beauty blogger không? Đó, giống beauty blogger. Này là bánh mì chiên á. Nhân rất là vừa miệng. Ngon quá. Nó không phải là có đặc biệt gì đâu, nhưng mà được cái là vừa miệng và đa dạng. Nhưng nó cũng sạch sẽ và đồ ăn lên liên tục, không có phải là để hết đâu. Có gì kiểu gọi là buffet á, nhưng mà đồ ăn lúc mình tới á, nó cứ hết, nó có chịu ghê, hết món này hết món kia á. Cái này là chả đậu hũ nè mọi người. Bình thường mình ăn chả trứng này là chả đậu hũ. Bị nó lớp bột hai bắp hít che cái mặt lại. Rồi. Phải che cái mặt mình lại. Cái này là chả đậu hũ nè. Cho mẹ mắm hả? Ừ, có mừng mắm rồi, không ăn được. Hả? Mắm chưng. Đi vô mà. Mắm chưng, kiểu mắm chưng á. Chứ rồi đây là một chỗ rất là ok. Để bạn nào mà kiểu học sinh sinh viên ở gần Điện Biên Phủ á, thì có thể tới đây, địa chỉ là 117 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. Ờ, quán này như vậy, mở từ 10 giờ trưa đúng không? Mở từ sáng tới tối luôn. Ôi vậy hả? Nhưng mà buffet, không biết là buffet mà không biết là bữa trưa có thôi hay là buổi chiều buổi tối có không ta? Hình như buổi chiều buổi tối là không, buffet chỉ phục một buổi trưa thôi. Thôi, thế mà bây giờ mình sẽ ăn tiếp và đến với địa điểm tiếp theo. Tao cản. Không cho chị em tới gần hồ, sao không cản tao tới gần hồ? Tao không cản.
Rồi đây là thành quả của tụi mình. Ta-da, các bạn thấy rất là nhiều món lặt vặt nhỏ bé xinh xinh. Đây là buffet ngọt mà cảm giác là mọi người tới đây kết hợp để ăn sáng thì đúng hơn á. Trời. Lớn tuổi á. Trời. Đạo. Rồi nên giá không bỏ em luôn. Mắc là không biết cái bánh bao này nó có nhân thật hay không trời. Đưa lại gần. Đây. Tại đây em đưa cho chị phải. Nhân ngọt mà. Ừ nhân ngọt mình có thịt. Ừ làm có thịt. Thì có nhân mà. Còn nè, các bạn có thể ăn bánh tráng. Không. Nó chỉ có trứng với lại ruốc à. Đúng rồi. Ở vô đây đang ăn mấy cái đồ nó nóng bốc khói rồi. Đã gì còn mở nhạc Noel. Trời vô đây không khí Noel tràn ngập luôn mọi người. Nhưng mà bài bếp ở đây á, nó hơi bị biến. Tại vì ẩm. Ẩm, rất ẩm với là khói ở dưới bếp á. Nên không khí ở đây nó bị ẩm ẩm. Nhưng mà biết không? Giống như spa. Không, cố đúng tình mà. Tạo độ ẩm này cho giống Đà Lạt. Ờ. Đồ ăn này cũng được, cũng đa dạng. Chỗ ngồi thì cũng nói chung là nhiều chỗ á. Ờ, với là thật sự quán này là quán đẹp mà, quán này đẹp ấy. Đẹp. Nó hơi ẩm rồi nhưng mà quán này đẹp ấy. Như Sapa thật á. Ừ. Chúng ta bán không? Cảm giác như Sapa. Với cái đợt mà đi Sapa nó ẩm lắm mọi người. Hấp. Hấp. Bắp hấp, khoai lang hấp. Bánh bao hấp. Ấy hay mình kêu ta chị ơi chị nướng nước bánh tráng chị nướng bắp gì nướng bắp nướng ngô luôn giùm em đi. Ừ ha. Cái người ta chửi mình chết luôn á. Ừ đúng rồi, La Fam này hình như là kiểu chi nhánh đi Đà Lạt xuống Sài Gòn mà. Ừ. Rồi đấy. Bữa tiệc gốc gờ. Đúng không? Trên Đà Lạt á, La Fam. Ừ, trên Đà Lạt ngay chợ đó, đầy luôn á. Kè rạc đầy luôn á. Nguyên một ngày. Đúng rồi. Có giới hạn tiếng không? Không. Không giới hạn tiếng. Nó vậy cũng được ngồi. Ừ. Cũng được. Đây như quán cà phê á. Sáng trưa chiều tối. Xuống ăn bắp với khoai thôi cũng đủ rồi. Trời, nhân viên nhìn mà của trai mặt luôn á, ngại chết luôn á trời. Trời ơi, anh tính nói, ê ta ăn bánh bí đỏ, nó ăn mẹ rồi. Sao ta nói chung là ở đây rất là được. Ừ, mình không có vô gì chế, có điều nó hơi ẩm ẩm á, nó hơi ít món nhìn. Hồi đó là nghe nói là còn có sushi với lại mì ý nữa cơ. Ủa rồi sao ba? Không, nhưng mà hình như cái đợt đó là nhiều mắc hơn 100 ngàn. Đúng rồi. Đúng rồi. 60 ngàn vậy được rồi. 40 ngàn đâu được còn lại thì theo rồi. Tinh theo là đắt á. Thôi nói chung á, cái chỗ này là một cái chỗ buffet cũng là bình dân. Chỉ có 59 ngàn thôi là vô đây anh uống những cái món đó, kiểu dessert á. Thoải mái luôn. Có đúng kem rồi. Nữa. Lát xíu ăn kem. Có kem đúng rồi. Ừ, rất là nhiều kem. Một quán rất là sang. Và đây sẽ là Lan Farm nằm ở 771 đến 775 Trần Hưng Đạo, quận 5. Ừ, và ngoài ra thì ở đây là còn bán kiểu mứt trà bánh này nọ để mang về nữa. Và cũng như là bán hoa khô rất là đẹp. Nó đẹp với chậu hoa rồi. Dạ hả? Lát bưng gì hả? Mắc lắm á. Không, bỏ túi, thôi túi. Đó, bây giờ thì sẽ kiếm chỗ để đi ăn trưa. Cũng là buffet luôn, giá rẻ. Có mày. Trời ơi, sao mấy đứa nó cũng đẹp dữ vậy trời. Đẹp vậy, cái này là mặt mộc đó. Đẹp vậy ai chịu nổi trời. Lúc nào trẻ đẹp, mắc cười. Chuẩn bị và tiếp theo tụi mình sẽ ra một cái buffet rất là nổi tiếng đối với giới trẻ luôn, đó chính là Duki. Và tính ra cái clip này quay cách nhau rất là xa, mỗi chiếc buffet thì tôi có một tóc. bây giờ vào nhé. Cho ngồi bên cửa sổ. Dạ vâng. Ủa cái nước trẻ hả? Mình có thể pha một cái nước trẻ gạt cái nước khác. À, nó ngơ ngác luôn. Như là nước luộc sông biển vậy ạ. Ủa thế à? Là nó có bị tanh tanh. Ừ, Hàn Quốc sẽ là nước sông biển với lại cá cơm. À. Hay là cái xô để được đồ sống của team mình. Cái đứa trời. Tao nghĩ là lấy một hai thanh thôi, bánh gạo. À. Có rất. Ở đây có rất là nhiều loại bánh gạo. Bánh gạo cheese. Bánh gạo chi. Nè ở đây người ta thích làm cái kiểu sợi sợi nhỉ. Tú Kỳ cũng làm sợi luôn nè. Ừ. Câu này có nghĩa là gì hả mày? Tao không hiểu. Đừng xin đừng dùng mì gói tay các loại mì khác nữa là sao? Không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Có mỗi loại mì gói thôi mà. Nhưng mà cho em hỏi câu này nghĩa là gì anh? Xin đừng dùng mì gói thay cho các loại mì khác. Dạ, mì này có nghĩa là mình đã có gia vị rồi. Mình cái này mình nấu riêng cho mình. Còn nếu mà mình muốn ăn mì em bảo. Có sốt kem được không? Thấy sốt kem ngon quá. Sốt kem thì nó béo đúng không? Đúng rồi. Thử nhá. Ừ, chỉ là nếu như mà ăn ít cay thì bỏ cái sốt này vào. Mà chỉ cần lấy đến cái mức này là được chị. Trời ơi, sao che quá trời che rồi. Được rồi chị, được. Không ai làm vậy. Rồi, cái này là cái mà hay ướp BBQ á. Được rồi. Quá thì nó sẽ ngọt. Nên. Dạ. Đó, nếu như mà các bạn mà ăn ít cay á thì mình chỉ cần bỏ ba cái này thôi. Được rồi. Rồi, chị cái gì cũng có sốt kem. Sốt kem một chút. Trời, nó bỏ hai giọt. Rất ít luôn. Hai giọt luôn. Phải làm cappuccino hả? Rồi về cái hoa. Ui, ghê chưa? Ghê chưa? Không đạt cái này là hoa súng. Vô, trời cuộc đời khổ lắm mấy bạn.
Wow. Kiểu tụi mình bị lú á mọi người, tụi mình không biết là cái nào để lấy cái nào luôn á. Chán. Phải cái chén. Vô hả? Ừ. Phải không? Bỏ bò lại thôi. Nhà bao bìa. Thôi bò nó trộn lẫn cái kẻ mày. Trời đất, trời. Hả? Ủa không thấy nước luôn á mọi người. Cái gì vậy? Đổ nước lên thêm. Đẹp quá mọi người ơi. Không có gì nó sống hết nè. Đây. Rồi và đây là cái nồi lẩu của tụi mình nè. Tính ra là đám mình chưa đứa nào từng đi ăn Doki luôn, mặc dù nó rất là nổi. Anh Zeno hỏi mình ăn Doki cũng được. Bạch rồi. Đâu, nghe nói là cái này không có thịt, cũng có thịt mà có gà nè. Đúng. Cái bữa ăn gì mà giàu tinh bột cái gì. Ngon á. Ăn món gì bây giờ ta? Ăn cái này đi. Bây giờ mới là 11 giờ á. Mà đông quá. Đông là đông luôn á. Ủa 11 giờ mà tao bắt đầu đi ăn. Mấy bạn trẻ trẻ. Bạn trẻ trẻ tới sớm lắm. Chắc là tại vì nghe nói là rất kia là phải chờ xếp hàng lâu. Có nhiều chi nhánh là xếp hàng rất dài, rất lâu. Cho nên là quyết định tới sớm cho chắc. Wow. Bánh bèo vô dụng, trời đất ơi. Đúng. Bánh vậy là mình biết tại sao nó đông rồi đó. Tại vì kiểu nó nhiều món á. Trời ơi, mà cái phô mai này có 69 ngàn thôi á. Ờ, phô mai ngon dễ sợ luôn á. Quá ngon quá. Trời ơi, tới đây tất cả mọi thứ đều lạ lắm. Mày phải quấn cái tay với mày, quấn cái đũa mày vậy. Đó, đúng rồi. Mà phải thử cái nước. Em ơi, cái này nó có thứ tự á. Đầu tiên là bánh gạo, sau rồi bỏ nguyên liệu vào. À không phải. Ê, còn tụi mình á là một nước. Ủa, nhà báo Việt có 90 phút thôi. Chả cá nè. Các bạn nhìn cái này các bạn tưởng mì nhưng không, đây là chả cá, trời máy nó giăng. Cái nước ngon lắm. Cái nước nãy mình bỏ thêm cái sốt kem á. Thì nó béo béo hơn kìa. Nhờ công cuội. Chả cá này là chả cá bánh mì Vũng Tàu. Đúng rồi, 12. Chả cá chiên, sao phải bỏ bánh mì. Ừ, 12 ngàn ổ. Thực tế thì ăn buffet mà ăn có thời gian đó, nó bị giới hạn á, ăn nó cũng hơi khó chịu một tí. Còn nghĩ là bánh gạo thì cũng không ăn lố 90 phút gì đâu. Bánh gạo là bột mà. Ăn lâu quá sao ăn nổi trời, no chứ. Tao trời đất, nghĩ đâu bởi câu hỏi, có khi nào mà mọi người vô đây không ăn bánh gạo mà chỉ ăn thịt bò. Có gì không nhau? Cũng có, người ta sẽ vô ăn thịt bò, xúc xích, nấm. Ừ, như tao đó, tao cũng không ăn bánh gạo đâu. Ăn bánh gạo mập. Bánh gạo nhanh nói. Ngoài kia còn có miếng xào với lại cơm trộn. Đây, cái tóc bất kỳ dạng hoàng của mày đây. Nhìn thôi, hơi bị hình thôi. Và đây mình đang ăn một bánh gạo nam rôn, tổng 4 nam rôn. Ngoài đây thì còn có nhiều chi nhánh nữa. Mình kể các bạn biết rồi, chưa biết rồi. Đây mọi người. Đó, và đó là cái tour buffet giá bình dân của tụi mình. Kết thúc trong một cái chuỗi thương mại sang chảnh. Vậy thôi, và nếu các bạn thấy video này hay đừng quên like, share và subscribe cho channel mà hôm nay ăn gì. Bye bye.